Dù trời nắng hay mưa, dù ở gần hay xa xôi, Toshiko vẫn tận tâm và nhiệt tình giao từng chiếc ghế massage tới tận tay khách hàng. Địa điểm của chuyến giao hàng lần này mà Toshiko đặt chân tới là Bắc Ninh, quê hương của những điệu hát quan họ. Hãy cùng theo chân Toshiko khám phá hành trình giao hàng đầy thú vị này nhé! Buổi sáng hôm nay, Toshiko có hẹn với chị khách hàng Vân Anh để giao tới chị chiếc ghế massage Kagawa K28. Nhân dịp sắp tới mùa Vu Lan báo hiếu, chị muốn dành tặng một món quà đầy bất ngờ cho bố mẹ của mình để tỏ lòng biết ơn. Kagawa K28 với thiết kế thanh lịch, tinh tế cùng nhiều chức năng hiện đại chắc chắn sẽ là một món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa mà chị Vân Anh dành tặng cho bố mẹ của mình. Con gái chị Vân Anh ngồi thử vào thì có chia sẻ là vô cùng êm ái và thoải mái. Chắc chắn đây sẽ là một món quà vô cùng chất lượng dành tặng cho ông bà đấy mẹ ạ. Cái điện thoại của tên của nó sẽ là K28 ạ. Đúng rồi, K28. Thì mình nó sẽ yêu cầu mật khẩu. Mật khẩu của nó sẽ là 4 số 5. Mình ấn nhập vào là được. Hoặc là mình lấy máy mình thử luôn được. Cái dòng này thì mình chỉ cần bật nút đỏ, được. Vâng, nó sẽ đủ hết các chức năng. Từ tất cả các chức năng đều có kết hợp hết. Trừ khi mình gọi là mình muốn sử dụng các nút khác thì mình sẽ ấn các động tác khác nhau. Cả hai mẹ con chị đều cảm thấy hài lòng về chất lượng của chiếc ghế massage Kagawa K28 cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo của Toshiko. Ngày hôm nay, đội ngũ nhân viên giao hàng của Toshiko đều làm việc hết công suất để đổi lại một điều, đó chính là niềm vui và sự hài lòng của khách hàng. Hy vọng rằng Toshiko sẽ luôn được phục vụ và đem tới cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất để cải thiện sức khỏe, nâng tầm chất lượng cuộc sống.